Ngày tuyển quân đặc biệt ở Thái Lan, câu chuyện đằng sau những tấm thẻ may rủi. Chào mừng các bạn đến với video mới nhất của chúng tôi, nơi chúng ta sẽ khám phá một ngày không giống ai ở Thái Lan, ngày tuyển quân. Mỗi năm, vào tháng 4, những người Thái từ 21 đến 30 tuổi sinh ra với giới tính nam phải tham gia một sự kiện may rủi, buổi lễ rút thăm. Một tấm thẻ đen có nghĩa là bạn được miễn nghĩa vụ, trong khi tấm thẻ đỏ đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải thực hiện 2 năm phục vụ quân sự bắt buộc. Ở Thái Lan có một câu nói khá kỳ lạ, nữ quân nhân được chọn từ phụ nữ, nam quân nhân cũng được chọn từ phụ nữ. Điều này ám chỉ rằng tại buổi lễ tuyển quân, không chỉ có những người đàn ông trẻ tuổi lo lắng mà còn có cả những người đã chuyển giới. Khi tờ giấy được mở ra, một người đàn ông trẻ đầy lo sợ đã gục ngã trên sàn, nước mắt lưng tròng vì không muốn rời xa cuộc sống bình thường để trở thành một quân nhân. Trong khi đó, các sĩ quan quân đội lại không giấu nổi niềm vui khi chọn được một ứng viên sáng giá. Họ vội vàng đưa người đó đi trước khi anh ta kịp phản ứng. Câu chuyện càng trở nên kịch tính khi một người đàn ông khác sau khi đến tuổi và dành dụm tiền lại gặp phải người yêu qua mạng của mình tại chính buổi lễ này. Họ không chỉ làm việc cùng nhau tại một nhà máy mà giờ đây còn có thể trở thành đồng đội trên chiến trường. Ở Thái Lan, mỗi khu vực đều có chỉ tiêu tuyển quân nhất định nhưng số lượng người đăng ký thường không đủ 1/3. Những người còn lại sẽ phải phụ thuộc vào sự may rủi của buổi rút thăm. Một số người may mắn tránh được việc này từ 21 đến 31 tuổi, nhưng đối với những người không may mắn, họ có thể tự nguyện tham gia quân đội để tránh phải chờ đợi sự không chắc chắn hàng năm. Tại hiện trường tuyển quân, việc biểu diễn sự quyến rũ và việc phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực có thể giúp một số người tránh được việc nhập ngũ. Mỗi người lính phải trải qua kiểm tra cơ thể toàn diện để xác nhận họ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những người đàn ông có ngoại hình nữ tính có thể được miễn trừ, mặc dù điều này không tránh khỏi những ánh mắt tò mò và đôi khi là sự phân biệt. Quân đội Thái Lan phân loại nam giới thành 3 hạng: những người bình thường, những người có đặc điểm nữ tính và những người đã hoàn thành phẫu thuật chuyển giới. Dù đã thay đổi bản thân, họ vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị và đôi khi là bạo lực. Chỉ sau khi bị chỉ trích từ cộng đồng, quân đội mới miễn trừ nghĩa vụ cho những người thuộc hạng thứ 2. Câu chuyện tuyển quân ở Thái Lan là một hành trình đầy cảm xúc và phức tạp, phản ánh nhiều khía cạnh của xã hội Thái Lan. Mặc dù có những khó khăn và thách thức, nhưng nhiều người sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã trở lại cuộc sống bình thường, không còn là những bóng hồng mà trở thành những người đàn ông mạnh mẽ, tự tin. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị và muốn biết thêm về những sự kiện đặc biệt khác ở Thái Lan, đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.